dịp năm mới 2012, hôm nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Tân Sang đã tiếp đoàn chức sắc lãnh đạo các hội thánh Cao Đài. Chủ tịch nước đánh giá cao những cống hiến của tín đồ đạo Cao Đài trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Đầu sư Trần Đức Tăng cùng các chức sắc lãnh đạo hội thánh Cao Đài bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho các tín đồ Cao Đài hành đạo yêu nước và báo cáo với Chủ tịch nước những nét chính về lịch sử hình thành cũng như quá trình thành quả hoạt động của đạo Cao Đài trong thời gian qua. Sự ra đời của Cao Đài gần một thế kỷ trước gắn liền với phong trào yêu nước, nhiều tín đồ của Cao Đài đã tham gia kháng chiến cứu quốc. Trong các hệ phái Cao Đài có 267 mẹ Việt Nam anh hùng, gần 5.000 liệt sĩ, nhiều gia đình có công với cách mạng. Giai đoạn đổi mới được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện, hiện nay đạo Cao Đài đã có gần 3 triệu tín đồ, 15.000 chức sắc, hơn 1.000 cơ sở thờ tự. Với tinh thần phụng đạo yêu nước, gắn bó dân tộc, tuân thủ pháp luật, các tín đồ Cao Đài đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp hàng chục tỷ đồng từ thiện mỗi năm, tham gia cùng các đoàn thể, mặt trận, trợ giúp người nghèo. Chủ tịch nước Trần Tân Sang bày tỏ vui mừng được gặp mặt các chức sắc lãnh đạo hội thánh Cao Đài trong dịp đầu năm mới và nhấn mạnh trong quá trình hình thành và phát triển, các hệ phái Cao Đài có thể tự hào với những đóng góp đối với đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân đế quốc. Chủ tịch nước khẳng định các tôn giáo trong đó có đạo Cao Đài là một bộ phận cấu thành những giá trị văn hóa, văn minh, tinh thần của đất nước, thể hiện một hình ảnh Việt Nam phong phú, sinh động. Chủ tịch nước mong muốn hội thánh Cao Đài mở rộng giao lưu, vận động đoàn kết tín đồ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội theo phương châm nước vinh, đạo sáng.